xin được chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Trong cuộc phỏng vấn với CNN cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sẽ không từ bỏ lãnh thổ miền Đông để đổi lấy kết thúc chiến sự với Nga. Ông Zelensky cho biết thêm, Ukraine đã sẵn sàng cho cuộc chiến ở Donbass. Theo Tổng thống Zelensky, với Ukraine, cuộc chiến giành Donbass rất quan trọng, đồng thời nhận định nó có thể ảnh hưởng đến tính chất của toàn bộ cuộc chiến. Dù vậy, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột vẫn được ưu tiên. Chúng tôi không thể từ bỏ lãnh thổ, nhưng chúng tôi sẽ phải tìm kiếm một số hình thức đối ngoại với Nga. Dù vậy, các cuộc đàm phán sẽ không diễn ra theo tối hậu thư của Nga. Tổng thống Ukraine cũng cảnh báo khả năng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ cho chiến sự. Ông Zelensky đồng thời kêu gọi hỗ trợ quân sự để chống lại các cuộc tiến công sắp tới của Nga ở khu vực miền Đông và miền Nam Ukraine. Phát biểu của Tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh thành phố chiến lược ở miền Đông Mariupol đang bị lực lượng Nga bao vây. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 4 cáo buộc giới chức Ukraine đã cấm binh sĩ đầu hàng dù Nga đã cảnh báo sẽ tấn công và tiêu diệt các lực lượng kháng tự. Nga và Ukraine đã trải qua nhiều vòng đàm phán theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, nhưng vẫn chưa thống nhất được về lệnh ngừng bắn. Trong khi Ukraine đề nghị tạm thời gác lại vấn đề Crimea và các vùng lãnh thổ ly khai ở Donbass trong đàm phán, thì phía Nga khẳng định vẫn giữ yêu cầu Ukraine công nhận Crimea thuộc Nga và công nhận độc lập của hai vùng ly khai ở miền đông Ukraine. Ông Medvedev phản ứng gay gắt sau dự đoán của EU rằng Nga vỡ nợ chỉ là vấn đề thời gian cựu tổng thống nga dmitry medvedev hiện là phó chủ tịch hội đồng an ninh liên bang nga đã cảnh báo những người ở bruxelles rằng họ sẽ phải thay đổi cách phát ngôn của mình cựu tổng thống nga dmitry medvedev hiện là phó chủ tịch hội đồng an ninh liên bang nga đã cảnh báo những người ở bruxelles rằng họ phải thay đổi cách phát ngôn nếu dự đoán về việc nga vỡ nợ cuối cùng lại trở thành sự phá sản cả về đạo đức và kinh tế của liên minh châu âu ông medvedev đã phản hồi những nhận xét của người đứng đầu ủy ban châu âu bà ursula von der leyen Phát biểu với tờ Bill trước đó vào hôm 17 tháng 4, bà nói rằng việc Nga phá sản chỉ là vấn đề thời gian, đề cập đến các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn của phương Tây áp đặt lên Moscow sau chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine. Bà Ursula trước đó đã nhiều lần đề cập tới một vụ vỡ nợ lớn của Nga. Ông Medvedev bình luận đây là chiến lược sâu xa của Liên minh châu Âu, là ý định bí mật của một số người ở EU và các đối tác của họ ở bên kia đại dương, ám chỉ Mỹ cựu tổng thống nga cảnh báo các nhà lãnh đạo eu rằng bất kỳ sự vỡ nợ nào của nga đều có thể trở thành sự vỡ nợ về mặt đạo đức hoàn toàn có thể là vật chất đối với chính khối này hệ thống tài chính của eu không hoàn toàn ổn định niềm tin của người dân đang giảm sút ông medvedev viết ông cũng cảnh báo eu về vấn đề thiếu nguồn cung có thể kích động một làn sóng tội phạm tồi tệ sau cùng những người phát ngôn ở bruxelles sẽ phải thay đổi cách nói chuyện của mình sau khi Nga phát động một chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Liên minh châu Âu đã thông qua 5 gói trừng phạt tài chính đối với Moscow và hiện đang xem xét gói trừng phạt thứ 6. Các hạn chế bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Nga, từ ngân hàng đến sản xuất than, trong đó hàng trăm công ty nước ngoài đã đình chỉ hoặc ngừng hoàn toàn hoạt động tại Nga. Nga coi các biện pháp này là trái pháp luật và không có căn cứ, và nước này cần đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt khác. Sức mạnh tên lửa Ukraine tuyên bố dùng để bắn trúng xoáy hạm Nga Tên lửa mà Ukraine tuyên bố sử dụng để đánh chìm xoáy hạm Nga Moskva là một phần của hệ thống phòng thủ bờ biển được thiết kế để né tránh radar của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga cho đến nay vẫn khẳng định vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra vào tuần trước trên tàu tuần dương Moskva, xoáy hạm của hạm đội biển đen đã dẫn đến các vụ nổ kho đạn trên tàu và cuối cùng khiến con tàu bị chìm. Tuy nhiên, giới chức Mỹ đồng tình với tuyên bố của quân đội Ukraine rằng tàu Moskva đã bị bắn hạ bởi hai tên lửa Neptune của Ukraine. Theo các tài liệu do Lúc, một đơn vị phát triển vũ khí thuộc sở hữu của nhà nước Ukraine công bố, Neptune là tên lửa phòng thủ bờ biển được thiết kế để tấn công tàu chiến của đối phương với tầm bắn lên tới 306 km. Tên lửa Neptune được phóng từ các ống gắn sau xe tải cỡ lớn có thể được bắn ở vị trí cách bờ biển khoảng 25 km, từ đó cho phép phương tiện này ẩn náu tốt hơn trước tàu và máy bay trinh sát của đối phương. Mỗi xe tải có thể mang 4 tên lửa hành trình chống đạn R360 Neptune và có thể phóng trong vòng 15 phút kể từ khi xe vào vị trí. Sau đó, các xe tải có khả năng di chuyển với vận tốc 64 km/h trên đường bằng, có thể nhanh chóng di chuyển đến vị trí khai hỏa mới. Mỗi tên lửa Neptune mang đầu đạn nặng khoảng 150 kg và có tổng khối lượng khoảng 860 kg, khiến vũ khí này lớn hơn một chút so với tên lửa chống hạm Harpoon mà hải quân Mỹ sử dụng. Neptune có khả năng tiêu diệt các mục tiêu có trọng tải lên tới 5.000 tấn. Neptune có thể được triển khai trên tàu, trên bộ và bằng các bệ phóng trên không. Tên lửa này được lực lượng vũ trang Ukraine chính thức tiếp nhận vào tháng 8 năm 2020 và đưa vào biên chế hồi tháng 3 năm ngoái nhằm tăng cường khả năng phòng thủ bờ biển. Dự án phát triển tên lửa Neptune được khởi động từ năm 2014 sau khi Ukraine mất gần 80% số tàu hải quân trong sự kiện Nga sắp nhập Crimea. Nó được thiết kế dựa trên nguyên mẫu tên lửa hành trình do Nga chế tạo, có tên là KH-35. Để né tránh các loại khí tài được thiết kế nhằm phát hiện và bắn hạ tên lửa chống hạm, tên lửa Neptune bay ở tầm thấp, cách mặt biển chỉ khoảng 3 đến 9 m khiến tên lửa này khó có thể bị phát hiện trên radar khi bay đến gần. Tầm bay thấp cũng rút ngắn thời gian mà tàu chiến đối phương kịp ứng phó với tên lửa đang bay tới. Các tàu tuần dương như Moskva có nhiệm vụ chính là phòng không, nghĩa là chuyên nhắm mục tiêu tới các máy bay chiến đấu của đối phương, những khí tài có khả năng đe dọa các tàu chiến uy lực như tàu sân bay. Trong hải quân hiện đại, cả tàu tuần dương và tàu khu trục nói chung đều có thể tự vệ trước tên lửa hành trình chống hạm như Neptune. Các tàu này có thể triển khai tên lửa phòng thủ và súng tự động để bắn hạ Neptune, ngoài ra còn có các biện pháp gây nhiễu khiến tên lửa này bắn trượt mục tiêu. Hiện chưa rõ liệu tàu Moscow của Nga có phát hiện tên lửa đang bay tới hay cố gắng tự vệ hay không. Moscow là tàu chiến lớp Slava thuộc biên chế hạm đội Biển Đen và là một trong những tàu chiến chủ lực của Hải quân Nga. Con tàu được hạ thủy năm 1979 được trang bị ít nhất 16 tên lửa đối hạm và nhiều tên lửa phòng không, ngư lôi, hệ thống pháo hạm tiên tiến. Thông thường, thủy thủ đoàn của Moscow gồm khoảng 500 người. Hạn chót đã qua, hàng dài xe Nga Belarus vẫn kẹt cứng ở biên giới Ba Lan, chưa rõ số phận. Không chỉ tại cửa khẩu Ba Lan Belarus mà tại các điểm qua biên giới ở Litva và Latvia cũng có nhiều xe tải xếp hàng dài chờ đợi. Theo đài BBC của Anh và CNN của Mỹ, vào thời điểm trước hạn chót hôm 16 tháng 4, hàng xe chờ đợi rời Ba Lan đã kéo dài tới 80 km, một số tài xế phải đợi tới 33 giờ. Theo phóng viên BBC, vài giờ sau hạn chót, thời gian chờ đợi để đi qua biên giới đã được rút ngắn xuống còn 12 giờ. CNN sau đó đưa tin, dẫn lời giới chức Ba Lan hôm 17 tháng 4 cho hay, thời gian chờ đợi để đi qua biên giới đã tiếp tục được rút ngắn xuống còn 8 giờ. Tuy nhiên, hàng xe chờ đợi ở biên giới vẫn còn rất dài. Trước đó, trong khuôn khổ vòng trừng phạt thứ năm, EU đã áp đặt lệnh cấm các xe tải từ Nga và Belarus đi vào hoặc ở lại trong lãnh thổ khối này, trừ một số ngoại lệ như xe chở đồ y tế, thư tín hoặc các sản phẩm xăng, lệnh cấm có hiệu lực vào ngày 16 tháng 4. Số xe tải này được cho là thuộc về Nga và Belarus đang tìm cách rời khỏi EU trước khi lệnh cấm vận có hiệu lực, song hạn chót đã qua mà họ vẫn bị kẹt lại ở Ba Lan. Theo các nhóm vận tải, không chỉ tại cửa khẩu Ba Lan Belarus mà tại các điểm qua biên giới ở Litva và Latvia cũng có nhiều xe tải xếp hàng dài chờ đợi. Đài RT của Nga cũng dẫn lời những người trong ngành vận tải cho biết hàng nghìn xe tải bị ảnh hưởng sau khi EU áp đặt vòng trừng phạt mới, bao gồm lệnh cấm vận đối với đội xe tải của Nga và Belarus. Hiện chưa rõ điều gì sẽ xảy ra với số xe tải Nga và Belarus hiện vẫn chưa ra khỏi lãnh thổ EU. BBC cho biết một trong những khả năng có thể xảy ra là số xe này đã bị giới chức các nước thu giữ. Tuy nhiên, một quan chức đại diện cho các nhóm vận tải của Ba Lan đã bày tỏ quan ngại rằng động thái như vậy có thể khiến xe tải Ba Lan phải đi qua Nga và Belarus trên đường trở về nước chịu cảnh tương tự.